Chào quý vị và các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Hôm nay là cuối tuần rồi, mọi người có kế hoạch đi chơi ở đâu không? Hoặc là bạn có kế hoạch lập kế hoạch ra để làm kinh doanh, hoặc là có kế hoạch học thêm cái gì đó, xem thêm cái video nào đó, hoặc là có đọc thêm quyển sách Đắc Nhân Tâm hay là cuốn sách Think and Grow Rich, nghĩ giàu và làm giàu, để cho các bạn phát triển cái bản thân của các bạn và các bạn có gọi là đi đến cái con đường tự do tài chính, tự do thời gian của các bạn không? Rồi, ok, thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái đề tài cũng khá là hay, là hãy cho đi để mà thành công hơn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ví dụ chính của từ cuộc đời mình luôn. Mình cho đi để mình được tăng lương hơn gấp đôi trong vòng, để lát nữa mình kể cho bạn câu chuyện nghe, câu chuyện rất là thú vị. Trong vòng chỉ có vài tháng thôi, 2 tháng thôi. Có người cá cược với mình, ông chú của mình cá cược với mình 1 năm mà mình chỉ cần 2 tháng để mình thực hiện điều đó, tăng lương hơn gấp đôi, từ 8 đồng lên 18 đồng. Rồi rồi kể cho bạn nghe một câu chuyện là cho đi để thành công, là cái câu chuyện này nó liên quan tới việc mình khởi nghiệp. Khi mình cho đi như vậy, giá trị của khách hàng người ta trả tiền cho mình, có nghĩa lúc này là mình đã làm tư rồi, không còn làm công nữa, thì giá trị của khách hàng người ta trả cho mình cái số tiền nó tăng gấp nhiều lần lắm các bạn, tăng gấp nhiều lần, không cái số lần có lúc thì gấp 5 lần, có lúc gấp 7 lần, có 10 lần. Cái giá trị mà mình nhận được rất là nhiều lần so với cái mà mình cho đi đó các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy theo dõi video của mình để các bạn biết thêm chi tiết, và các bạn hãy sống một cách cho đi, sống một cách hào sảng, sống một cách mà gọi là không có nghĩ đến mình nhiều quá, và không không có nghĩ là ok sống là mình chỉ muốn hốt vào thôi. Các bạn hãy cố gắng làm sao sống để bạn cho đi từ những cái nhỏ nhất, từ cái nụ cười của các bạn, cái khuôn mặt của bạn mà bây giờ cũng đang vậy là không được. Các bạn hãy cười lên, gặp ai bạn cũng cười tươi nguyên một ngày, bạn bạn cho đi một cái nụ cười là cũng là cái người gặp bạn người ta cũng vui rồi. Cho đi cái sự hào sảng, cái khuôn mặt của bạn nó sáng lên, nó vui vẻ lên, cái đó là cái điều hạnh phúc đến đến cho cái người nói chuyện với bạn, những cái người sống chung với bạn, những cái người mà tiếp xúc với bạn. Những cái điều nhỏ vậy thôi là sẽ giúp cho các bạn thành công hơn mỗi ngày. Nói có vẻ nghe nó có vẻ nó cao sang quá và nó có vẻ như nó lý thuyết quá, nhưng mà các bạn thử làm đi, các bạn sẽ thấy những người xung quanh nói ôi hôm nay sao có gì mà vui vậy. Và bắt đầu các bạn nói ok hôm nay sống tích cực, sống vui vẻ như vậy, thì các bạn sẽ thấy được có cái kết quả liền các bạn. Rồi ok, bây giờ mình vô vô vấn đề chính nha. Rồi bây giờ mình ví dụ thứ nhất của mình, khi mình mới qua Úc á các bạn, thì mình đầu tiên mình làm nhà hàng một thời gian, rồi sau đó mình cái nhà hàng đó nó nghỉ việc luôn. Mình qua Úc ở Melbourne sau khi mình làm vài tháng, sau lúc đầu mình qua mình học tiếng Anh, thì sau vài tháng thì ông chủ ông quyết định là tại ông chủ gốc ở Sydney, ông quay về Sydney ông bán cái nhà hàng đó luôn. Rồi thì mình mới đi tìm một công việc, thì may mắn mình được một cái người cô giáo mà ngày xưa dạy mẫu giáo cho mình, cái chồng của cô đó là làm trong một cái hãng đó. Cái xong mình qua mình thăm cô thôi, một cái ngày cuối năm tất tất ta, thì lúc đó mình đang được nghỉ hè giữa khóa học chính thức và khóa học tiếng Anh. Thì cô đó, chồng cô đó nói là rất là, thì cô giáo hồi xưa mình mà gặp gặp mình tất nhiên mình kể các bạn nghe câu chuyện nó chưa, không biết các bạn nhớ không, hồi xưa là mình rất là quậy, mình làm lớp trưởng mà mình rất là quậy, mình rủ mấy bạn bỏ học leo cửa sổ đi ra ngoài ruộng, hồi mình học mẫu giáo và leo cửa sổ bỏ học đi ra ngoài ruộng đi bắt cá, rồi mấy tiếng sau leo cửa sổ chui vô lại. Xong rồi tới trưa, lúc mà nghỉ trưa đó, cô giáo nhốt 3 đứa mình trong cái phòng học, cái trường học ở mẫu giáo ở ở Quảng Ngãi đó các bạn. Thì cái đó để mình kể các bạn nghe câu chuyện khác, hôm nay tập trung cái câu chuyện làm thế nào mà để mà cho đi để mà thành công hơn, cho đi để lương tăng hơn các bạn. Rồi ok, thì bây giờ khi mà mình mới qua đó thì cái ông chồng của và cô giáo ngày xưa học dạy mẫu giáo của mình á giới thiệu mình vô hãng mình làm. Ok, mình vô mình làm thì mình cũng là một cái người chân ướt chân ráo, mới 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 làm ở chỗ đó lần đầu các bạn, mới đến Úc mới được mấy tháng thôi. Thì mình vô mình làm thì cái thái độ mình làm việc là mình vô đó mình nhìn xung quanh trước đó. Đầu tiên là mình phải nhìn xung quanh đó, mình coi nó là người Việt nhiều hay là người Tây nhiều. Ok, người Việt rất là nhiều các bạn, 95% là người Việt rồi, chỉ có một số ít người Tây thôi. Người Tây người ta làm trong cái phòng QC là Quality Control. Rồi có những ông Tây thỉnh thoảng là đi vận chuyển xe tải, mà những ông Tây làm gọi là casual,
làm coi như khi nào cần thì nó làm đó. Thì mình vô mình làm được khoảng mấy ngày thì ông chủ cũng kêu mình lên hỏi bây giờ con qua đây theo dựng diện gì, thì mình cũng nói mình ok qua bên đây đi học rồi đi làm, rồi ông nói ok rồi con cố gắng làm đi, rồi nói vậy thôi là ông biết rồi đó, là ok là mình cố gắng rồi mình làm thôi. Rồi bây giờ mình vô mình làm, cái thái độ của mình như thế nào? Có nghĩa là mình vô mình làm, trong đầu mình nói ôi ông này cũng là người Việt, ông cũng nói chuyện mình cũng bình dân lắm, rồi ông này cũng người miền Trung giống mình luôn, thì mình qua mình nói chuyện mình hỏi thăm người này người kia thì mình biết ông này người miền Trung luôn, ok được rồi đó. Cái ông này là cái người đầu tiên mình muốn học ở Úc để làm gì? Để mình học cái hệ thống của ông nè, mình học cái cách mà ông vận hành nè, và mình sẽ rút ra bài học từ ông chủ của mình. Rồi ok bắt đầu vô mình làm nha. Đầu tiên thì mình nghĩ trong đầu mình ok nếu mình là một cái người công nhân bình thường, chỉ là big and bag là nghĩa là hàng của người ta vào kho, thì mình chỉ là cái người nhân viên, là chỉ là bình thường là đưa hàng ra bạn xếp lại. Các bạn tưởng tượng như thế này nha, quần áo thì nó có size nhỏ, size lớn, size vừa, tiếng Anh của nó là XS hoặc là size đó gọi là size small là chữ S đó, hoặc là medium là chữ M, chữ L là chữ large, chữ XL á, chữ XL là extra large đó. Mình làm trong cái hãng đó gọi là hãng quần áo. Thì khi người ta đưa hàng từ bên Trung Quốc về cái kho ở bên Úc, thì cái nhiệm vụ của cái công ty đó đó, công ty đó là chuyên xuất hàng cho những cái cơ sở rất lớn các bạn, Myer, David John và những cái, nói chung là những cái mặt hàng lớn không á, nó không phải quần áo không, mà là nó còn có áo jacket rồi giày dép rồi nhiều thứ lắm, Smiggle nữa các bạn, những cái đồ stationery cho văn phòng nữa. Rồi thì mình mới nghĩ trong đầu mình ok nếu mà mình chỉ làm nhân viên bình thường thôi, những cái mà mình biết mình sẽ không bao giờ áp dụng được. Có nghĩa là ở Việt Nam mình đã từng làm qua rất là nhiều việc, và mình đã từng làm chủ và từng khởi nghiệp ở bên Việt Nam rồi. Mình qua đây, mình nếu mà mình chỉ dừng lại ở cái việc người nhân viên thôi, thì nó sẽ không đưa mình đi đến đâu hết. Mà mình nhìn xung quanh mình cũng có những bạn học sinh khác đi làm giống như mình, và những bạn học sinh khác rồi có những cái anh chị em, cô bác, bà con đồ làm của người người Việt Nam mình là làm ở trong đó. Nhưng mà mình thấy đa phần họ làm theo một cái gọi là cho có. Đó, bắt đầu mình phát hiện ra cái đó, mình nói ôi cái này nếu người ta làm cho có mà mình làm cho có giống vậy thì không bao giờ được lọt vào mắt xanh của ông chủ, và không bao giờ được ông chủ chú ý. Mình phải làm như thế nào mà gọi là làm việc một cách khoa học á, tại mình đọc cái cuốn sách này ở Việt Nam và mình ứng dụng cuốn sách này tổ chức công việc theo khoa học của ông, hình như mình nhớ là của tác giả Nguyễn Hiến Lê, rất là hay các bạn. Có nghĩa là mình phải sắp xếp cái công việc mình làm, tại ngày xưa mình làm thường thường người ta sẽ giao cho mình một cái order, mình tự làm từ A đến Z. Từ cái lúc cái công việc đơn giản nhất là khi mà cái người gọi là store manager là người quản lý kho, người ta giao cho mình một cái pallet là cái gỗ trong đó là nó có tất cả mấy cái thùng hàng đó các bạn. Sau đó là ok mình tự lấy ra mình xếp lên cái rail, cái kéo, rồi xong rồi mình tự sắp xếp rồi mình đóng vô những cái thùng sao cho thích hợp. Sau khi mình được training mình làm như vậy, cái mình mới tự hỏi nếu những người kia người ta cũng làm bình thường như vậy thì khoảng 2 tiếng là người ta xong một cái order, thì mình làm cách nào mình chỉ làm trong vòng 1 tiếng thôi. Các bạn phải tự, các bạn đặt câu hỏi cho các bạn và các bạn làm thế nào để mà tăng cái hiệu suất công việc cho các bạn, và các bạn không có tốn nhiều thời gian và tốn nhiều công sức của các bạn. Thì lúc đó mình nghĩ, lúc này mình không có nghĩ tới cái chuyện mà lương bao nhiêu nha các bạn. Tại lúc này mình biết là mình lương của mình là lúc đó sau 1 tuần thì người ta trả cho mình là 8 đồng một giờ, nhưng mà mình không quan tâm tới cái số tiền đó lắm. Mà nói cũng không quan tâm không đúng, có quan tâm nhưng mà không nhiều lắm. Bây giờ mình cứ nghĩ ok bây giờ mình phải làm như thế nào để cho người ta chú ý đến mình trước đó, mình phải tạo cái attention, cái sự chú ý cho họ. Ok họ biết mình trẻ, và đầu tiên á, trước khi mà mình, nói chung là mình luôn luôn đi làm là phải sớm hơn 15 phút đó các bạn. Mình đi vô làm bắt đầu mình nói chuyện với người này, mình nói chuyện có khi mình tới sớm nửa tiếng, mà tới sớm nửa tiếng mình thường thường khi người ta có những người người ta ra ngoài người ta ăn sáng người ta nói chuyện đợi bell đợi cái reng reng người ta vô làm, còn mình luôn luôn phải vô trước 1 phút 2 phút hoặc là 5 phút mình vô mình làm trước, mình coi hôm nào làm cái gì, mình hỏi cái anh supervisor hỏi làm cái gì, mình vô mình bắt order mình làm trước hết rồi các bạn, chứ mình không có đợi. Tại vì sao? Cái ông chủ ông ngồi, ông manager ông ngồi ngay cái cửa luôn, cái bàn làm việc của ông ngay cửa, ai ra vô trước là ông biết hết. Thì có nghĩa là mình phải đi vô làm trước để gì, ông luôn luôn thấy là thôi Michael này luôn luôn nó đi vô trước, Tâm luôn luôn nó vô làm trước, và về là lúc nào cũng phải đi về sau khi người ta phải làm hết mọi việc và sắp xếp lại cho nó gọn gàng mới đi về, chứ không thôi đi về không có cứ 1 2 3 rèn cái bỏ sách cuốn gói bỏ về các bạn.
thì cái đó là cái người bình thường. Còn mình muốn làm cái việc giống như mình nghĩ cái chuyện đó là chuyện của mình, chứ mình không có nghĩ còn chuyện của chủ mình nữa. Thì mọi người cứ nói thằng này làm chuyện bạo động thôi kệ, ai muốn nói gì nói, miễn sao tôi tạo được cái sự chú ý cho người khác là được. Và cái mục đích của mình đó là tạo cái sự chú ý cho ông chủ, rồi sau này tôi sẽ lên lên chức và sau này tôi sẽ thăng thăng gọi là thăng gì, thăng lương tiến chức. Mình không quan trọng đến cái chuyện gọi là mình lên level gì, mà mình cái đầu của mình cứ nghĩ là mình sẽ học ông này, ông chủ này, có nghĩa là mình vô là mình sẽ học và mình sẽ vận dụng những cái mà mình đã từng được học ở Việt Nam để mình áp dụng vô, để làm sao mà để tăng cái năng suất cho ổng, làm sao để giúp cho cái công ty của ổng làm vận hành tốt hơn. Thì mình vô là mình thấy liền là cái hệ thống công nghệ thông tin của người ta khá là không ổn. Lý do là họ chỉ có vài cái máy thôi mà connect rất là chậm. Và thứ hai nữa là cái lúc đó mười mấy năm trước các bạn, wifi rất là yếu, tất cả phải dùng dây hết. Mà dùng dây mà có những cái mấy cái anh chị mà hồi nãy mình nói tay á, làm cho cái phòng QC, Quality Control, kiểm tra chất lượng may mặc đó các bạn, thì họ không được trang bị mấy cái đó. Thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình chưa có nói vậy đó, mình để mình tạo sự chú ý cho họ trước đó. Rồi ok, cái mình làm một thời gian, cái mình thấy mình làm nhanh hơn rồi đó, mình mới nói với lại, mình vô mình nói chuyện thẳng với lại ông manager luôn. Mình nói chú ơi, con sau khoảng 2 tuần, 1 tháng con làm á, thì con thấy là nếu mà sắp xếp công việc như thế này thì mình sẽ làm hiệu quả hơn, và nếu mà training thêm cho con cái vấn đề mà lái xe forklift rồi làm dùng cái pallet jack đồ này nọ, thì con sẽ làm được nhiều việc hơn và con sẽ không tốn thời gian con đi xuống kho, con gọi cái anh store manager, anh store manager cũng là bạn bạn thân của mình tới bây giờ luôn các bạn. Thì thầy anh nói dạy mình rất là nhiều. Thì khi mà mình nói như vậy, mình đề nghị như vậy với lại tại khi mà lấy hàng các bạn, mình phải chạy xuống mình nói anh ơi lấy hàng giùm em, thì anh này anh mới kiểm tra trong cái giấy hồi xưa là chưa có trong cái sổ, là chỉ có lên cái file Excel để mà kiếm ok nó nằm ở chỗ nào, nằm chỗ nào thôi. Còn thì ngày nay là đã có những cái hệ thống và mình biết trước là mình nhìn vô trong cái máy vi tính là mình đã biết nó nằm ở chỗ nào rồi, mình đi xuống. Cái vấn đề của mình là mình không có biết lái xe forklift, cái xe phải nâng hàng đó các bạn. Rồi forklift nó có nhiều loại lắm, xe gas, xe chạy bằng ga, chạy ngoài trời, rồi xe electric, xe điện chạy trong nhà. Rồi xe điện nó có high reach là lái lên cao 5 6 tầng, và double reach là vô sâu nữa. Như loại mình mới nói ổng như vậy. Nói ok, sau khi mình làm được 1 tháng rồi, nói nếu mà con biết được mấy cái này thì con sẽ giúp công ty nhiều hơn. Cái ông này nói thì sau 1 tháng ông đã biết mình làm nhanh rồi các bạn. Mình đã nói mình sắp xếp công việc mình làm ảnh nhanh hơn những người khác rồi. Khi mà mình tiếp xúc với những người khác làm cùng một đội, nhiều khi mình làm một mình mà nhiều khi mình làm chung với một cái team, thì các bạn nhớ là cái việc mà các bạn vui vẻ nói chuyện với người ta, rồi bạn kể cho người ta nghe những cái câu chuyện cười, hoặc là bạn nói chung bạn nói chuyện với người ta và bạn thấy cái đội đó làm rất là hăng say, và mình hay nói là nói mấy cô mấy chú khỏe quá, con trẻ vậy mà con làm không kịp. Mình cứ nói chuyện mình thật sự là người ta làm tốt thì mình mới khen những cái câu như vậy các bạn, chứ không phải mà người ta đang là mà bạn khen mấy câu đó người ta chửi bạn thêm á. Họ nói khen là phải khen đúng các bạn. Còn nịnh á, cái sự khen với cái nịnh nó khác nhau. Khen là phải khen thấy người ta làm được thì mình khen đúng cái chỗ gọi là nghệ thuật, còn mà người ta làm không được mà bạn nói người ta là lỗi bạn nịnh, mình nịnh người ta ghét bạn thêm á. Rồi đó, có những bác mình biết là tới 60 mấy 70 tuổi luôn rồi các bạn mà vẫn đi vô nó làm. Thì những cái người như vậy mình nói những câu làm cho người ta vui thì tự nhiên người ta thấy thích mình, người ta chỉ với mình những cái cách để mà làm sao cho nó tốt hơn các bạn. Quan trọng là cái miệng mình thôi à. Đó rồi bắt đầu mình vô cái team đó mình làm ok. Khi nào mình gặp team mới hoài các bạn cứ thay người này thay người kia này nọ, mình vô cái là vô là việc gì mình cũng sẵn sàng mình làm. Mình đang làm ở đầu này đúng không, một cái dây chuyền làm ok, khúc này là người ta kéo cái ba lệch tới cho mình phải tháo thùng nó ra, đưa đưa quần áo lên trên cái bàn để cho những cái cô những cái chị sắp xếp. Rồi lại mình chạy tới kia ok, đang thiếu 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 móc không, thiếu rác thiếu, là chạy đi lấy liền, chạy tới liền các bạn, sẵn sàng làm mấy cái chuyện đó. Cho dù cái việc đó không phải của mình vẫn làm các bạn, cho đi rất là nhiều các bạn để được cái gì. Thứ nhất, người ta những cái người làm chung với mình á, người ta cảm thấy vui khi người ta làm với mình, người ta cảm thấy năng lượng của họ và người ta không để cho người ta mệt nha các bạn. Thấy cái chỗ nào nặng là những cái chị em phụ nữ là các bạn phải nhào vô các bạn giúp họ liền. Những cái người lớn tuổi nữa bạn phải giúp những cái chuyện đó, là họ thấy ok này nó biết như vậy thì như vậy nó sẽ tốt hơn các bạn. Đó, làm một thời gian xung quanh ai cũng thích hết. Và mình nói thêm với ông chủ cái chuyện như nãy mình nói các bạn, cho con học thêm cái đó. Mình nói là cho con học thêm nha,
sự quyết định mình để cái sự quyết định cho họ, nhưng mà những cái câu mình nói đó các bạn, mình nói nếu mà chú chỉ cho con cái đó thì mình biết cái anh đó, cái anh mà store manager anh đã muốn giúp mình rồi, nhưng mà anh cần phải sự đồng ý của ông manager, thì có nghĩa là ông manager, general manager, ông quản lý chính á, thì ông này đồng ý thì anh này sẽ hướng dẫn cho mình từ A tới Z. Thì ông này ok rồi, con ra con nói cái anh đó, anh chỉ con đi. Rồi ra nguyên một ngày trong đó, hai ngày mà mình dành hết nửa ngày, mỗi ngày mình dành hết nửa ngày vô mình cứ training, mình chạy xe qua chạy xe lại, tập lái cái này tập lái kia, lái đủ thứ các bạn. Đến một tháng sau, một tuần sau thôi là mình rảnh, mình rảnh rồi bắt đầu mình tự làm các bạn, tự làm hết mọi thứ từ A tới Z. Rồi ok, thấy nó hiệu quả rồi đó, rồi ok, rồi sau này ok thấy mình làm được rồi, thấy mình làm hiệu quả quá, mình giúp luôn cái anh store manager, tại hồi xưa có một mình ảnh thôi mà phải lo hết cho xưởng khoảng 40 mấy người. Ông chủ ông kêu mình xuống, ok mình giúp thêm anh đó nữa, mình giúp được mấy tháng đó. Cần cái order ở trên này cần cái gì mình chạy xuống mình giúp hết ở dưới kho luôn các bạn. Đó là mình vừa làm được ở trên cái phần hào, khi mình làm được việc ở trên kho, ở trong kho, rồi mình làm được ở trong warehouse luôn, rồi mình giúp đưa hàng lên đưa hàng xuống ở trong cái những cái bộ phận inbound với outbound luôn, là bộ phận giao hàng và nhận hàng luôn các bạn. Thì khi đó một mình có thể làm đa chức năng luôn. Rồi thì trong khi mình làm như vậy, mình nói mình cũng có đi hỏi thăm người này người kia rồi này nọ, thì mình có thấy là đa số là mọi người trong đó mỗi người làm một câu thôi. Thì cái lúc đó thì mình quen với người chú của mình đó, thì người chú mình nói con làm như vậy là không bao giờ lên lương được đâu, con làm cho lắm cũng vậy thôi. Xong mình nói không sao đâu chú, con làm chỉ mục đích là để con học là chính, còn mấy cái kia con không quan tâm. Thì chú nói ok thì mình cứ làm đi, nhưng mà coi giữ gìn sức khỏe. Và mình nói con làm gì con cố gắng trong vòng khoảng mấy tháng thôi là con phải được tăng lương mới được, con không chấp nhận cái việc còn con làm 8 đồng như vậy, con thấy nó rất là vô lý, trong khi mọi người chỉ biết một hai việc thôi, còn con biết tới 5-7 việc ở trong cái công ty này, không thể nào mà ông không tăng lương cho con được. Nói mình quyết tâm như vậy rồi các bạn. Sau khoảng mình nhớ là lúc đó hai tháng mà mình làm được khá là nhiều việc rồi. Thì sau một buổi chiều thứ sáu là thường là lãnh lương các bạn, sau mình đi vô trong văn phòng mình nói chuyện với lại ông chủ chính thức luôn, ông founder là ông chủ của cái đó. Cái mình nói với ổng sau 2 tháng con làm á thì con học được rất là nhiều thứ ở đây. Mình cũng nói mình cảm ơn ổng luôn, nói mình cảm ơn là công ty rồi đã tin tưởng để cho mình làm được việc trong 2 tháng vừa rồi, và cũng training cho mình rất là nhiều thứ để cho mình có thể giúp người này giúp người kia được. Mình nói thêm là sau 2 tháng làm như vậy á thì con có một số ý như thế này, thì mình liệt kê ra ok cái hệ thống này cần phải thay đổi và không còn dùng sổ Excel nữa, mà mình phải nên làm một cái phần mềm, và những cái ở trong cái kho á, mình nên đánh số từ 1, 2, 3, 4 mấy cái level đó để người ta đi lấy đồ cho nó dễ. Rồi nó mình nói như vậy. Cái xong mình nói thêm nữa là cái việc mà những cái cô Tây mà làm phòng quản lý chất lượng á không có máy vi tính, mỗi lần người ta cứ lên xuống cầu thang để đi kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, nên lắp đặt một cái máy cho người ta để người ta kiểm tra, người ta không phải tốn thời gian người ta đi lại như vậy. Rồi cái xong ông đó ông chủ bất ngờ ông hỏi mình ủa sao mấy cái này con biết. Thế mình mới nói là ở Việt Nam nhà con cũng có một cái xưởng và con đã học IT ở Việt Nam và con đã từng làm mấy cái này qua hết rồi. Thì ổng mới bất ngờ như vậy, kêu ổng nói cái mình mới nói tiếp nếu mà chú đồng ý thì con sẽ giúp chú để mà cài đặt những cái hệ thống đó cho chú, và con làm rồi con sẽ đi dây kéo dây rồi lên trên cho những cái người quản lý chất lượng đó, và con sẽ làm thêm một cái máy để sẵn ở dưới cái chỗ mà cái trung tâm chỗ mà ông quản lý ngồi đó, để có ai mà cần á thì đi tới đó kiểm tra, có máy đó gọi là máy để dùng chung. Cái xong ông chủ ông mới thấy ok được rồi ok vậy con biết lái xe không. Cái lúc này là mình đã có bằng lái xe rồi các bạn. Rồi cái mình nói vậy con có thể đi mua máy vi tính cho chú được không. Ok được rồi ok. Cái mình đi chạy ra chỗ đó mình làm là ở Sunshine, mình chạy ra mình mua rồi về mình lắp ráp rồi mình mua cái này mua cái kia rồi này đó. Mình cần tiền thì mình đi vô cái hỏi cái cô thư ký kế toán
rồi mình lấy tiền mình ra mình mua về rồi mình giao hết tiền bạc thì giấy tờ cho người ta đó, người ta tự người ta kiểm tra nhau, rồi mình cứ lo mình làm việc của mình thôi các bạn. Đó, sau khi mình làm được một tuần, tuần sau mình thấy lương của mình từ 8 đồng cái nó lên 18 đồng các bạn, gấp mấy các bạn, gấp hai trăm mấy lần đó các bạn. Rồi sau đó sau mình làm xong cái việc đó rồi, ông kêu mình vào văn phòng luôn, sau đó để cho mình làm hết một tuần. Xong rồi ông kêu mình vào văn phòng nói bây giờ hiện nay cái vị trí mà gọi là leftover, cái kho không phải cái kho lớn mà là cái kho hàng mà nó tồn kho, nó đang thiếu người quản lý, con có thể làm cái vị trí đó được không? Rồi mình nói dạ được, thì cái đó hồi xưa con cũng có giúp người ta làm cái phần đó, hàng tồn kho nó về hoặc là hàng người ta trả return refund này nè, quản lý cái đó. Ok thì nói ok rồi con chọn làm, con nhận làm. Rồi giao cho mình một cái máy vi tính mình mới mới vừa lắp á, giao cho mình luôn cái máy vi tính đó luôn. Rồi mình ngồi vị trí đó mình làm, rồi từ lúc đó trở đi thì mình được lên chức, rồi mình được làm cái đó luôn các bạn. Thì cái này nó cũng không có phải là cái gì mà lớn lắm, nhưng mà mình nghĩ á, các bạn hãy cho đi và các bạn hãy làm việc một cách gọi là hăng say, cũng nói chữ hăng say thì cũng nghe ghê quá, giống như hăng máu vậy, có nghĩa là bạn làm mà bạn nghĩ là bạn giúp cho người ta trước, bạn cho đi cái giá trị của mình cho người ta trước, đừng có nghĩ cái gì mà return hết, bạn hãy giúp người ta trước, hãy tạo ra cái giá trị cho công ty của họ, hãy tạo ra giá trị cho họ, có nghĩa là bạn hãy cho đi những gì bạn đang có nghĩa là bạn có cái gì, có sức lao động nè, có sức trẻ nè, có những cái mà có nụ cười nè, thì những cái người cô chú làm việc chung với mình đó, người ta hay nói với mình nè, thằng này thấy nó cười miết à, sáng trưa chiều tối thấy nó cứ cười miết, làm việc với nó rất là vui đó các bạn. Các bạn hãy tạo ra cái nụ cười để cho những người xung quanh nói chuyện với bạn thấy nó vui, và khi mà vô công ty làm á thì bạn hãy đi sớm và các bạn về trễ, và bạn hãy làm sao cho nó hoàn thành trách nhiệm của mình trước, cái việc bạn đang làm bạn phải làm giỏi trước, rồi sau đó bạn phải lấn sân, bạn cố gắng lấn sân và học hỏi thêm những cái kinh nghiệm khác nữa. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình, từ cái kinh nghiệm mình cho đi cái giá trị của mình, cho đi cái thời gian của mình, và cái sự trả lại cho mình rất là xứng đáng các bạn. Từ 8 đồng nó lên đến 18 đồng, các bạn thử nghĩ coi nó có xứng đáng không. 18 đồng cái đó là một giờ đó các bạn, một giờ thì tất nhiên là mười mấy năm trước thì nó cũng đối với mình thì nó rất là nhiều các bạn, nó giúp mình giải quyết được rất là nhiều việc, và sau cái thời gian đó đó, cái mà mình được á là sau khi đó là ông boss của mình lấy luôn số điện thoại của mình, đi đâu ông cũng gọi mình đi theo hết, mình trở thành đệ tử của ông luôn. Rồi thứ bảy chủ nhật mình cũng đi vô trong hãng mình làm với ông, ông này rất là tham công tiếc việc, đến bây giờ ông cũng vẫn rất là thích làm việc các bạn. Thứ bảy chủ nhật cũng gọi mình, có gì ông cũng chỉ mình hết các bạn. Cái được của mình á là cái sự hướng dẫn và chỉ, mà mình có một cái người thầy, một cái người mà sư phụ, và họ chỉ mình từng ly từng tí về kinh doanh của họ, để mình, trong khi nhiều khi thứ bảy chủ nhật ở trong hãng không có ai, ở trong xưởng không có ai, có mình với ổng. Mình hỏi, mình bình thường mình hỏi lâu lâu mình hỏi, ủa chú thứ bảy chủ nhật chú ở nhà với vợ con, chú vô chú làm. Rồi ông ngồi ông tâm sự với mình nói nhiều việc lắm con, làm hoài không hết việc, mấy đứa nhỏ nó đi chơi với mẹ nó được rồi, vô đây làm. Mà theo những người giàu, ổng đó là triệu phú từ hồi mà mình gặp ổng rồi, bây giờ là ổng còn đa triệu phú thì cỡ nào nữa các bạn. Những người thành công, những người giàu có, người ta luôn luôn thích làm việc các bạn, không phải là người ta chưa tự do tài chính, chưa tự do thời gian, nhưng mà người ta thích làm việc nó ở trong máu người ta rồi, người ta thích như vậy đó. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà mình ra làm chủ, mình trao cái giá trị của mình cho người khách hàng của mình như thế nào để mình nhận được cái khoản tiền rất là lớn. Rồi chúc các bạn sống hào sảng, cho đi để được thành công và được giàu có nhiều hơn nha, giống như mình. Các bạn mình làm được, các bạn sẽ làm được, và mình biết chắc là các bạn sẽ làm tốt hơn mình nữa. Các bạn có tin điều đó không? Các bạn tin điều đó các bạn hãy comment bên dưới, các bạn phải cam kết chứ, các bạn là các bạn phải làm được, các bạn xứng đáng để được điều đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha, và giúp mình chia sẻ video này để cho nhiều người biết đến cái sự cho đi, nó mới giúp bạn giàu có được, mới giúp bạn có nhiều tiền và giúp bạn thành công hơn được. Cái điều này rất là quan trọng mà nhiều người cứ giấu các bạn. Các bạn phải cho đi đi, chứ các bạn mà có cái tư duy gọi là taker, là cái người luôn luôn muốn nhận là không được. Các bạn phải là người giver, người phải cho đi các bạn.